Vâng, xin chào tất cả các bạn sinh viên đang có mặt tại trường của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày hôm nay ạ. Cuộc thi hậu Việt Nam mang đến đó là tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Giá trị này cũng tương đồng với thông điệp mà The Face Shop muốn mang đến cho khách hàng. Do đó The Face Shop rất hân hạnh đồng hành cùng cuộc thi hậu Việt Nam năm 2018. Đặc biệt thì chúng tôi cũng sẽ dành một phần doanh thu để đóng góp cho các cái hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng các cái hoạt động tìm kiếm hoa hậu nhân ái. Và cũng thông qua cái tour của trường đại học thì chúng tôi cũng trao một số phần học bổng để khuyến khích và giúp đỡ cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn và có tinh thần vươn cao học hỏi. Tour quảng bá tìm kiếm Hoa hậu Việt Nam năm 2018 sẽ thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của giới trẻ và rất là hy vọng rằng là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 sẽ tìm ra được một ứng cử viên sáng giá thể hiện được vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ Việt Nam, một cái tinh thần, một cái vẻ đẹp không những bên ngoài mà còn tâm hồn bên trong.